Gió lạnh đầu mùa đã về với miền Bắc, với Hà Nội, đi kèm những hạt mưa nhỏ. Không khí lạnh về, trang phục của người Hà Nội cũng thay đổi cho phù hợp thời tiết. Trên đường đi làm, đi học, người lớn, trẻ nhỏ đã phải mặc thêm áo ấm. Tiết trời giao thoa lúc cuối thu, đầu đông, như một bản giao hưởng của những cảm xúc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, khiến phố phường trở nên rộn ràng hơn. Không khí lạnh và tiếng xe cộ dồn dập, vội vã tạo nên một không gian đặc trưng dường như chỉ Hà Nội mới có. Đối với nhiều người Hà Nội, đợt lạnh đầu mùa luôn mang đến một cảm giác vừa lạ vừa quen như một phần của nếp sống mỗi khi đông về. Và các du khách khi đến với thủ đô cũng rất thích bầu không khí này. Gia đình anh Hoàng Công từ Singapore trở về thăm Hà Nội đúng dịp giao mùa. Với một người xa quê hương nhiều năm, Hà Nội luôn đẹp và đặc biệt với những kỷ niệm khó quên. Rất là lâu rồi mới lại có được cái cảm giác thời tiết nó mát mẻ như này. Vì ở bên chỗ mình sinh sống thì thời tiết nó nóng hơn, không khí nó quanh năm nó không có được cái thời tiết thu như ở Hà Nội. Nhưng đợt này về thì cảm giác cái không khí rất là mát mẻ và rất là thích. Như nếu mà thời tiết như này mà ngồi mà ăn lẩu hoặc là thích nhất là đi ăn phở Hà Nội. Lào Cai chúng mình ấy thì là rất là nắng và về đây là rất là lạnh và mình cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nên là hưởng chung cái không khí mùa thu của Hà Nội này là mình thấy rất là tuyệt vời. Còn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, Hà Nội những ngày chớm đông cũng là nguồn cảm hứng bất tận trong những tác phẩm của ông. Hà Nội hiện lên trong những bức ảnh của Nguyễn Hữu Bảo, tự nhiên, giản dị, gần gũi, nhưng cũng đủ sức gợi, đủ sức ám ảnh bởi những câu chuyện ẩn chứa trong đó. Hà Nội đã đón nhận không khí lạnh đầu mùa, nó làm tôi cũng rất là dễ rung động bởi vì tôi thích mùa đông lắm. Thế thì cái mùa đông nó đã làm cho tôi đi vào cái đời sống nhiếp ảnh của tôi nó rất là nhiều. Tôi hay chụp vào những lúc mà trời nó ít nắng và thậm chí không có nắng. Do đó mà cái hình ảnh của tôi trong nhiếp ảnh nó luôn luôn có cái bộ ghi lạnh và vắng vẻ. Không khí lạnh về không những làm thay đổi thời tiết mà còn thay đổi một vài thói quen sinh hoạt của người dân, trong đó có ẩm thực. Nhiều người sẽ lựa chọn các món ăn ấm nóng. Thời tiết se lạnh, ngồi trước bát phở nghi ngút khói, mùi thơm từ bát phở tỏa ra, xộc thẳng vào mũi, kích thích toàn bộ vị giác nơi khoang họng. Bát phở nóng vốn đã ngon sẽ càng thêm ấm, thêm đậm vị vì có vị cay của tương ớt như thổi bùng vị phở. Bánh trôi tàu cũng là món ăn khiến người ta vô tình thương nhớ. Xen lẫn miếng bánh trôi ngọt ngào ấy là vị ngọt cay và ấm của gừng đọng lại. Loại bánh này được làm bằng bột gạo nếp, có nhân đậu xanh, vừng đen, ăn cùng đường mía nấu với gừng, dừa nạo. Bánh trôi tàu có đặc điểm vỏ ngoài mềm mịn, bên trong dẻo dai, phần nhân thơm lừng, bùi bùi, cực kỳ cuốn miệng. Hay các món bánh chuối, bánh khoai, bánh rán cũng được nhiều người yêu thích dịp này. Len lỏi trong cơn gió lạnh giao mùa còn là hương thơm của ngô nướng, khoai nướng. Ở góc độ khác, đợt lạnh đầu mùa luôn mang lại cho Hà Nội một vẻ đẹp đặc trưng, khác biệt với những thành phố khác. Người dân thủ đô đón gió rét, mưa phùn trong cảm giác thân quen, như một phần của nhịp sống và văn hóa phố phường Hà Nội.